Đây là cái vườn rau của mình nữa. 3-4 tháng trời không có mưa. 2 bữa trước cái mưa hôm nay nó tốt. Ăn không kịp. Quá trời. Đây là mới có nửa thôi nha. Còn sau lưng nữa quá trời. Lá lớn lắm. Bây giờ cũng là chưa đạt đâu. Cái lá nó phải bự cả rổ chứ mới đạt. Cái này lá này cũng chưa đạt, chưa lớn đâu. Quá trời ơi. Ăn không hết. Bây giờ quay xong rồi cắt đi cho. Trồng nhiều đợt lắm. Đợt này thì sớm trước cho nên nó ra bông. Cái đợt nhỏ hơn thì chưa ra bông. Có những cây nhỏ hơn thì chưa ra bông. Đây, cái bông hồng của mình. À, mình mốt nơi. Mình nở bông mình quay tiếp. Mình mới có mấy bông. Chưa đâu, mốt còn nhiều nữa. Đây là cây chuối. Cây chuối. Trồng được cây chuối là kỳ công lắm. Má trời. Bây giờ nhắc tới cải là ngán lắm. Ngày nào cũng ăn cải hết á. Bây giờ sợ cải. Rồi cắt đi cho. Á trời. Có mưa tốt. Quá trời tốt. À đây là cây bông hồng. Hồng leo này. Khi nào nó có nở nhiều mình sẽ quay. À còn đây. Cây này cũng đẹp nè. Đây là cây hoa ông lão. Cây này cái leo hàng rào mà rất là đẹp. Nhà mình có nhiều màu lắm, nhưng mà hai cái màu này nở trước. Cái bông nó lớn. Lớn thiệt lớn. Cái leo hàng rào đẹp.